Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, Lê Kiên Thành đang ảo tưởng một cách đáng phỉ nhổ và vô cùng kinh tởm. Nhưng lịch sử là lịch sử. Dù một con lưu điêu và vài con lưu điêu nở từ trứng rồng ung đang liên kết lại với nhau để xuyên tạc lịch sử một cách trắng trợn và thâm độc, thì nhân dân cũng sẽ bắt chúng mày phải trả giá chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Lê Kiên Thành trực tiếp xét lại lịch sử cách mạng Việt Nam, bài viết của Trịnh Lê Hoài Nam. Pierre Aslin, người Canada, giáo sư lịch sử tại trường Đại học San Diego, Mỹ đặt câu hỏi Tại sao Mỹ trong một thời gian rất dài vẫn nghĩ những người đề ra đường lối chiến tranh là ông Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chứ không phải là các ông Lê Dưỡng, Nguyễn Chí Thanh, Lê Đức Thọ? Lê Kiên Thành trả lời Tôi đã nghe một cựu sĩ quan tình báo CIA thú nhận đó là một trong những sai lầm lớn nhất của tình báo Mỹ, nhưng sai lầm lớn nhất của các ông không phải ở chỗ đó. Đây không là hà bệ lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì là gì? Đây không phải là xét lại lịch sử, lật sử thì là gì? Lê Kiên Thành đang ảo tưởng một cách đáng phỉ nhổ và vô cùng kinh tởm. Nhưng lịch sử là lịch sử, dù một con lưu điêu hay vài con lưu điêu nở từ trứng rồng ung đang liên kết lại với nhau để xuyên tạc lịch sử một cách trắng trợ và thâm độc thì nhân dân cũng sẽ bắt chúng mày phải trả giá, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.